bộ gì hả? Kêu dựng sáo về. Kêu dựng sáo về ông nghe biết chỗ biểu cho ngừng. Ông sẵn ông đi trước, ông đem ông giá hai thùng qua hai thùng kia bốn hạt. Xe này mình đậu nhà ông hai đông mà mình đậu nhà đâu hiếu. Đâu chạy thẳng giống chỗ anh. Để hỏi chỗ. Qua sông nữa hả? Không có qua sông anh. Đây chỗ này dọn đẹp quá. Con ra đây chợ. Chị. Ngồi chưa có làm đường này có 100 trăm hai à, bây giờ là rồi lên 400 phần ở huyện Nhân Trạch em thành phố ngày nào 400 một công, bây giờ hơn rồi, bây giờ chắc phải có tỷ hai rồi. Mười chỗ nhà mấy này, nhà mấy lúa gì đây à? Cầu này cầu nào không mấy? Dưới cầu trên, cầu này cầu làm đường á thì nó khác. Mấy cái này nó nuôi tôm nuôi cá vậy ha, hồ quá trời á. Sông cá. Wow. Cái này ruộng á. Ruộng á, trời sao nước dữ vậy. Làm rồi nó vô nước. Năm nay cậu Út nó ruộng. Có cái lụ mới nữa chị. Để chở ra chừng nữa. Hồ nước hay vậy đó, ruộng không á.